Kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhà Thanh Huyền. Vâng, không phải để các bác phải chờ đợi lâu, Đồ Nhà Thanh Huyền sẽ công khai luôn giá của em nồi cơm này. Giá trị với là 900 nghìn đồng các bác nhé. Mà chúng ta sẽ không gây được một cái em nồi cơm cao tần Panasonic và van dài. Cơm sẽ rất là ngon luôn. Panasonic với mã, xin lỗi các bác, National với mã SR gạch ngang SE101. Công suất là 1.100W. National này. Van dài. Cơm sẽ rất là ngon luôn cho chúng ta. Bên ngoài đã được dán dây tiếng Việt, nồi nguyên bản luôn, còn pin cho các bác. Đó, bên trong thì rất là sáng, rất là xanh. Chúng ta nhìn cái nhựa này rất là xanh nhá, nó không hề bị ố màu. Nếu mà ố màu nhiều chúng ta đã sử dụng rất là nhiều rồi. Đó, cái lòng này chỉ có 1, 2, 3, 4 vết chấm nhỏ xíu 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 đây thôi. Đấy, còn lại không hề có bong chóc gì hết luôn. Bên ngoài là nồi vàng đồng này. Đó, quay rất là kỹ cận cảnh cho các bác. Và giá 900.000 đồng là có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Chưa bao gồm phí ship và bộ đổi nguồn. Luôn đầu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Bên trong thì có màu vàng này. Có thể là do cái chủ cũ họ nấu gạo lứt nhiều đấy các bác. Đó. Thì nó bị ố bào như thế thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi test điện em nó. Đồi sôi sùng sục rồi các bác nhé. Đấy, khói bốc lên rất là mạnh luôn này. Bên trong này hoạt động rất là hoàn hảo luôn. Và Đồ Nhà Thanh Huyền đang test ở chế độ đấu nhanh các bác nhé. À, chúng ta có thể tắt đi. Và đây là chế độ đấu thường của đôi. Chúng ta chỉ việc ấn nút đấu thôi là đôi sẽ đấu ở chế độ đấu thường. Và chúng ta hoàn toàn yên tâm rằng là cái em nồi cơm National này với nhiều chế độ đấu như thế này thì Đồ Nhà Thanh Huyền sẽ luôn gửi cái bản dịch tiếng Việt cho các bác luôn, cũng như có video hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bác. Một em nồi cơm cao tần 4 giai đoạn các bác nhé. Rất là ngon khi chúng ta nấu bởi một cái em National van dài như này. Và ngoài mẫu nồi ra đời Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu nồi cơm 1 lít khác nữa. Chúng ta có thể liên hệ qua Zalo với các giá cả rất là phải chăng, dưới 1 triệu, dưới 2 triệu, 3, 4 triệu hay dòng VIP cũng có hết. Các bác hãy liên hệ qua Zalo 0936811346 để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể nhé. Video xin phép được dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhà Thanh Huyền.